Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Hôm nay thì mình dùng cây cung rồng này cũng khá là lâu rồi và thấy cũng rất là tốt ha. Tuy nhiên bây giờ mình đã có điều kiện hơn. Sau khi đi săn những cái Magic Ingot thì mình cũng có dư khá là nhiều nè. Mình sẽ dành ra 9 cái ha, để mình nén lại tạo thành một cái khối Magic. Để đây. Ngoài ra thì mình còn có thêm rất là nhiều phôi netherite để chúng ta có thể chế tạo thành những khối netherite luôn. Mình sẽ lấy ra 18 khối ha. Ồ, 18 phôi để làm hai khối. Đây, hai khối netherite nữa. Và cuối cùng là mình sẽ có thêm một ít chỉ nữa để làm cây cung ha. Hôm nay thì mình sẽ chơi lớn, nâng cấp và chế tạo một cái cây cung netherite luôn. Để xem coi nó sẽ có sức mạnh như thế nào so với cây cung rồng của mình. Đây, đây là cây cung netherite ha. Hiện tại thì... What? Wow. Ủa? Ủa sao bắn không được nha? Nó dương mũi tên được nhưng mà nó không bắn được. Bắn được rồi. Ví dụ bây giờ mình không có mũi tên trong người thì nó có bắn được hay không? Không bắn được. Nó dương được nhưng mà nó không bắn được ha. Như vậy là bắt buộc mình phải ép cho cái cây cung netherite này cái dòng vô hạn rồi. Để mình đi xuống dưới. Mình kiếm dân làng bán sách vô hạn ha. Đây. Với giá là 8 ngọc lục bảo thôi. Mình sẽ ép vô thử để coi coi sức mạnh của cây cung netherite là như thế nào. Mình nghĩ sẽ rất là mạnh đấy. Ghép nha. Cho vô. Ô. Gì cơ? Không ghép được dòng vô hạn à. Cắn rồi. Như vậy thì mình bắt buộc phải mang theo thật là nhiều những cái mũi tên đấy. Còn sức mạnh thì sao ta? Mình thấy bắn một phát là chết rồi. Ôi. Mình biết rồi, công dụng là bắn siêu nhanh nha. Mình có thể bắn liên thanh luôn ấy. Hơi tốn mũi tên một xíu thôi nhưng mà sẽ bắn được rất là nhanh luôn. Cái tốc độ bắn là gần như là gấp đôi, gấp ba cái cung rồng của mình. Chỉ tiếc là nó không ép được dòng vô hạn để mình thoải mái bắn thôi. Như vậy là mình phải đi săn mũi tên rồi. Và kiểu như để biết được sức mạnh của cái cây cung netherite của mình nó rõ hơn á, thì chắc một xíu mình sẽ làm một cái bài thí nghiệm ha. Ngay bây giờ luôn đi. Mình sẽ vô mình thí nghiệm bằng việc đánh boss trước. Mình sẽ lấy đầu xương đen nè. Rồi lấy một ít cát linh hồn nữa. Cát linh hồn ở đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi test nha. Liệu rằng cây cung này có vượt qua bài test khó khăn này hay không. Và đánh boss Wither thì chắc mình sẽ đánh xa xa nhà một xíu để tránh thiệt hại về cái mặt công trình á. Ui, gần đây có Crimson Knight á. Ui, ở dưới nhiều xương chưa kìa. Để một xíu mình farm xương sao. Giờ mình đi kiếm Crimson Knight trước đi. Ui, còn có con rồng nữa. Ui, gần đây có con rồng lạc trôi này. À, rồng lạc trôi hả. Mình sẽ bắn con rồng này. Ui, bắn siêu nhanh luôn. Ôi mạnh lắm, cây cung này mạnh cực. Mình bắn có vài mũi tên thôi mà con rồng này đã đi rồi. Cái tổ nó đâu nhờ. Rồi lướt bảy nó trước đi. Xịn nha. Quả cung netherite này không ổn tí nào. Rất là xứng đáng cho mình đầu tư luôn. Có điều hơi tốn mũi tên xíu thôi. Rồi giờ thì mình sẽ qua đây thử. À thấy rồi. Thấy nhà của Crimson Knight rồi. Ngoài ra gần đây còn có Pharaoh nữa à. Ui sao gần nhà mình có nhiều chỗ, nhiều công trình lạ vậy. Để mình xử Crimson Knight trước nữa. Ây da. Rồi. Để mình lấy thêm một cây kiếm nữa. Hôm qua mình có một cây dao gọt xoài của Crimson Knight á. Nay có thêm một cái nữa là được hai cái rồi ha. Thích nha. Đằng kia còn có rồng nữa kìa. Ghê đấy, được, từ từ. Giờ mình sẽ test với boss Wither trước cái đã.
triệu hồi Boss Guider ra ngay ở đây luôn. Đặt thêm ba cái đầu xuống. Rồi nha, để coi coi. Với Boss Guider thì mình sẽ bắn trong mấy hit là chết nha. Mình có 47 mũi tên nè. Để coi coi đánh xong Boss Guider thì sẽ còn bao nhiêu mũi tên đây. Ui nhưng mà khó bắn trúng quá. Ui. Wow. Ây da, ây da, ây da. Chúng đọc Guider. Ôi kìa. Ây da. Bắn rất là đau nha. Tốt thiệt, tốt thiệt. Sơ qua là mình thấy mất tầm 5 đến 6 hit thôi là mình kéo được nửa cây máu của Boss Guider rồi. Đó là một lượng sát thương không hề ít đâu. Được, được. Giờ thì chắc mình phải farm thêm xương rồi, để chúng ta có thật là nhiều mũi tên và chuẩn bị cho cái chuyến đi khám phá bên thế giới kho báu ngày hôm nay ha. Mình sẽ chế thêm pha lê kho báu mới được. Lần này thì cần tre, vàng, trứng rùa và cát thôi. Rồi, có thêm một viên pha lê kho báu nữa ha. Mình gần hết số lượng đá kho báu rồi, còn có hai cục thôi à. Sắp tới chắc phải đào thêm á. Ê, lần này nó cần cái chuông. May thế nhờ. Chuông thì mình còn dư ở đây nè. Có luôn. Đỡ rồi, làm cho hết luôn ha. Mình còn một viên nữa thôi. Đây, làm nốt luôn. Lần này thì cần đá mịn, bánh kem, hạt giống và kim cương thôi. Viên cuối cùng. Vậy là hết rồi. Hết kim cương. Ủa, hết đá kho báu rồi đó. Đi chuyến này xong về chúng ta sẽ đi mai và kiếm thêm đá kho báu và chế tạo ha. Rồi, giờ thì không chần chờ gì nữa. Bước vào thế giới kho báu đầu tiên thôi. Hơi bị gùng ấy nha. Bữa nay là mình có hàng nóng á, nên mình mong là chúng ta sẽ kiểu như khám phá đỡ ăn hành hơn á. Mình tin rằng là như vậy. Nào quên nữa hóm gài. Bé sói may mắn của mình vô trong kẹt rồi, mình sẽ ẩm đi ra ngoài cái. Ra đây bé sói, đúng rồi. Bé sói may mắn của mình á. Rồi đi nhá. Hơi hồi hộp một xíu. Lần này... Lần này còn chẳng cho mình bất kỳ một cái búp nào luôn. Ủa? Lạ vậy. À thôi kệ, vậy cũng được đi. Đỡ hơn là bị dính mấy cái búp xui xui ha. Dồn bài đi chỗ khác. Wow, cái cung này one shot được những con quái ở bên thế giới kho báu. Ấy da. Vậy thì tốt quá. Dưới này coi có rương không. Ủa sao không thấy cái rương gì hết vậy. What the heck, căn phòng đầu tiên mình không thấy cái rương nào luôn. Đó, chơi đồ chi. Chơi đồ chi rồi ngộ độc. Không hiểu, tự chơi rồi tự dính độc luôn. À mình nhớ rồi, đồ nó sẽ giấu ở trong mấy cái cột á. Đâu nhờ, cột đâu nhờ. Cột dưới này đúng không ta. Ở dưới này cũng làm gì có cột. Hay là giấu trong này. Ồ, nó giấu trong này nè. À, ra là vậy. Đây có cái rương thử thách nữa nè. 8 linh hồn. Được, được là đây. Xin luôn, 1 linh hồn. 4 5 6 7. Rồi, đủ rồi. Có cái cung này mình không có sợ đông quái đâu. Bắn liên thanh được mà. Và rương thử thách cho mình Gu Tách Sát. Rồi Tô Tâm đâu nè. Bắt đầu đồ nó xịn hơn rồi đó. Giờ chắc mình sẽ đi xuống dưới lòng đất đi. Xuống dưới mình sẽ kiếm thêm đồ ha. Đây, đường đi xuống đây. Gào lại. Quái nó lọt xuống là mệt á. Rồi, để coi. Có gì bất ngờ dưới này không nhá. Ồ, chưa gì là thấy căn phòng Okela rồi nè. Bật 500 lên đi. Khói kim cương. Rương xịn. Ê, rớt. Ui, mới thấy căn phòng mà nó giấu nhiều mấy cái quặng mảnh vỡ câu đại ghê á. Được nha. Cái này tuy nó không có búp thêm bất kỳ cái hiệu ứng may mắn nào hết, nhưng mà mình thấy đồ nó cho trong rương cũng rất là ok đấy. Một bánh kem đâu nè. À, bánh kem cho mình trái tim hấp thụ. Rồi còn gì khác không? Trên nóc thì sao? À, trên nóc có rương. Thêm một rương nữa. Dưới này thì là rương thử thách ha.
Được, được. Ôi, rừng thử thách lần này đổi bằng 8 trái tim lận. Hơi nhiều đấy. Tiếp tục. Rồi. Và thêm một cái totem nữa. Ơ kìa, mục tiêu của mình hôm nay là mình phải săn cho đủ một cái set đồ mới ấy. Nhưng mà nó cho toàn là totem không à. Ồ, với căn phòng lần này thì nó còn có cái cánh cổng kết thúc kìa. Hả? Đã vậy. Ê, bye. Định áp sát hả mấy cưng? Được cha, chúng ta sẽ tìm cái đường để tới cái căn phòng kết thúc thôi. Nó nằm khá là gần mình luôn này. Mình đi qua đây. Chờ bên đây có rương hả? Để mình loot nốt mấy cái rương này cái đã. Kim cương kho báu. Kim cương hàng riêu. Ripper. Nổ banh sát bọc một thể cho đồ đi. Sẵn tiện mở rương luôn. Sau đó mình sẽ vòng qua này. Mở cửa. Quẹo trái. Đi thêm một đoạn. Là tới rồi. Chúng ta đã tới căn phòng kết thúc ha. Hơi bị hiếm gặp luôn á nha. Và công việc còn lại của mình đó chính là gắn mắt của Ender vào thôi. Đây. Hên thiệt sự gắn vào. Đó, nó biến hết thành những cái rương luôn rồi kìa. Giờ thì mình có thể tha hồ mà loot luôn. Đầu tiên là dọn con đồ mình trước nè. Sau đó thì sử dụng cây cúp và đào hết cái số rương này ra thôi. Quay. Đồ nó sẽ tự được hút vào cái kho đồ của mình thôi. Mình có đem theo cùng 500 ấy. Rất là tiện á. Loot gì thì hơi bị an toàn luôn. Hết chưa? Có vẻ rất là nhiều đồ. Wow. Giàu to rồi. Chiến này giàu to. Cái này là thêm được một cái quần đúng không? Chính xác. Giờ thì mình sẽ tìm thêm ủng nữa nha. Hôm qua giờ mình tìm nhiều nón rồi. Giờ mình kiếm thêm cái ủng kho báu. Trong set giáp kho báu nữa là đẹp nè. Phiến đá cổ thứ 2. Uầy, cũng mất khá là nhiều thời gian để tìm được cái phiến thứ 2 đó nha. Ây da. Tính ra miếng thứ 2 với miếng thứ 3 ở cạnh nhau luôn à. Được quá nhờ. Thôi thì bữa nay mình đánh nhanh gấp gọn đi. Rồi chúng ta sẽ về sớm á. Vô. Lần này đánh với con zombie. Vô đây. Mình bắn cho nó khỏi né luôn. Liên quẹo mũi tên. Đâu rồi. Cây cung chiếc này là mình bắn nó né không kịp luôn. Người né hộ đi. Né nó đi. Ta bắn thôi nè. Né hộ. Ui gần hết mũi tên rồi. Tốt mũi tên quá. Né hộ. Mình sẽ chặt nó. À trọi độc hả? Giải độc hả? Này thì boss nè. Rồi chiến này thì chúng ta đã đánh bại được cái con zombie đó một cách dễ dàng hơn rồi á. Thích tuyệt sự. Cây cung này rất là xịn luôn. Giờ thì về nhà thôi. Lâu rồi mới đánh boss một cách rất là đã tay như vậy ha. Giờ thì mình sẽ đặt cái rương kho báu này xuống. Và nó cho mình một mảnh trong cái đôi ủng nè. Một cái áo. Rồi một cây kiếm. Và rất là nhiều thứ khác nữa. Tốt nè. Giờ thì mình có nên thử vận may không nhờ? Chắc mình sẽ thử vận may một xíu đi. Mình sẽ mở luôn nguyên một cái set đồ bên thế giới kho báu xem như thế nào. Lần trước thì mình có dư cái quần. Cái quần mới loot. Quên, cái quần mới loot hồi nãy. Đâu ta? Đây, cái quần đây. Rồi cái nón thì trong rương. À, vậy là đủ một set đồ rồi nè. Mở thôi, liệu rằng set đồ mới này có bị trùng hay không đây? Mình sẽ mở một lượt 4 món. Giáp gì ra? Sao mình thấy nó quen vậy? Cái áo quen nha. Áo mới. Mình sẽ cởi bỏ cái giáp cũ ra và mặc nguyên bộ giáp mới nha. Cái nón là bị trùng rồi nè.
Cái áo thì có vẻ mới. Cái quần. Ô, cái quần chưa mặc được. Cái ủng thì mặc được. Cái quần này có vẻ là chất lượng của nó là Omega luôn. Uầy, coi cái level của nó kìa. Nó có 4 điểm level. Vậy là mình có thể lên cấp 4 lần đấy. Yay, cái quần này tốt. Nhưng mà nó yêu cầu mình cấp độ 37 thì mới mặc được. Vậy cũng khó ha. Trong nguyên cái set đồ này thì chỉ có đúng cái quần là tốt thôi. Cái quần nó cộng cho mình tới 9 giáp lận. Đây là một cái quần xịn nè. Rồi cộng kháng đẩy lùi nữa. Bắt buộc rồi, mình phải dùng những cái mảnh gu tát trong những lần đi khám phá vừa rồi để chúng ta giảm cái cấp độ nó xuống ha. À, hiện tại thì mình cấp 30 đúng không? Vậy là mình còn giảm 7 cấp nữa. Đây. Giảm 7 cấp xuống. Bây giờ là mình có thể mặc rồi nè. Tèn tèn. Một cái quần xịn. Quá là thích luôn. Giờ thì cái áo là mình không mặc. Tại vì áo cũ mình nó tốt hơn. Mình sẽ mặc cái áo cũ nè. Cái nón thì nón cũ mình cũng tốt hơn luôn. Rồi. Cái ủng thì mình vẫn mặc ủng Netherite nha. Uầy. Set đồ hoàn chỉnh nhất hiện tại của mình rồi nè. Quá là xịn luôn. Giờ thì mình sẽ tạm thời trưng bày cái set đồ này lên. Tuy nó không có tông xẹp tông cho lắm, nhưng mà ít ra nó cũng là một set đồ ổn đấy. Treo lên đi nha. Sắp tới thì còn nhiều set đồ mà sẽ được mình treo lên lắm. Còn về cây kiếm thì mình sẽ mở không nhờ, hay là để một ngày dành riêng để mở kiếm ta. Mình được mấy cây kiếm rồi? Mình mới có 2 mảnh kiếm thôi. Thôi để dành đi. Một ngày đặc biệt nào đó chúng ta sẽ unbox hết tất cả các cây kiếm á. Còn bây giờ thì chuẩn bị cho chuyến đi thứ hai nào. Hy vọng là chuyến 2 với một cái quần mới nè thì chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn ha. Dạ thì let's go. Không biết là sẽ được búp gì đây. Hồi nãy là không có búp gì đó. Lần này được búp sức mạnh, giảm đồ bền, tăng thêm kho báu và có thêm thời gian. Lần này mình có tới tận 27 phút rưỡi cơ. Quá là đã. Trước mắt là mình sẽ gán farm đủ số lượng lỗ mũi zombie trước cái đã. Mình đã được 6 trên 16 rồi. 7 trên 16 nè. Rồi, cuối cùng thì cũng có một cái cuộn giấy màu xanh rồi. Cuộn giấy màu xanh đúng một cái thôi. Tốt, tốt. Giờ thì tập trung tìm những cái dòng nha. Mình có được 4. Đủ luôn rồi. Giờ mình đã đủ 2 thứ rồi ha. Bùa Ripper với lại cái cuộn giấy màu xanh rồi. Đây rồi. Cuối cùng cũng có một mảnh giấy đầu tiên rồi ha. Một cái dòng đầu tiên luôn. 2 cái dòng. Cho thêm dòng đi. Đây 3 cái dòng rồi. 2 cái dòng cuối cùng nữa thôi. Thôi thì có bao nhiêu thì cất bấy nhiêu trước đi ha. Rồi, chỉ là bây giờ mình sẽ tập trung vào lỗ mũi zombie lần 2. có thêm dòng, có thêm dòng. 2 cái dòng rồi. Đủ số dòng rồi. Giờ là còn thiếu mảnh battery với lại mũi zombie thôi. Cố lên, thử thách lần này có vẻ chúng ta sẽ vượt qua dễ thôi hả? Đây nữa nè. Rồi, đủ số lượng mũi luôn rồi nè. Một cái rương đánh đổi mấy phút đây? 2 phút. Đổi luôn, mình còn nhiều thời gian mà sợ gì? Totem các thứ hả? Xin nhá. Mới thấy lần đầu mà mình làm thử thách mà nó còn nhiều thời gian như vậy á. Mọi khi là mình sẽ không đổi mấy cái rương giống như vậy đâu. Nhưng mà hôm nay kiểu dư thời gian nhiều quá. Đổi luôn. Cất tạm vô đen trước nha. Đó, giờ thì còn phải tìm 12 cái miếng battery nữa thôi. Rương. Ở đây đây, dưới khu mỏ chắc sẽ có đấy. Căn phòng gì lạ vậy? Một miếng nè. 2 miếng nè. 3 miếng nè. Quá trời vui tách xác luôn. Nhưng mà có vẻ ngày càng khó để chúng ta tìm những cái mảnh battery nha. 13 phút đấy. Không biết kịp hay không này. Đây, mảnh thứ 4. Mảnh thứ 5. Mảnh thứ 6. Còn có cái rương đánh đổi bằng trái tim. Đổi luôn. Rồi. Coi. Thêm một cái totem nữa.
Rương đánh đổi bằng 62 cấp hả? 62 cấp. Kinh nghiệm, đây đây, bình kinh nghiệm mình có, bình kinh nghiệm mình có. Đủ không đây? 62. À chắc đủ. Ôi 61 rồi. Hỏi luôn. Còn thiếu một cấp thôi. Đi farm, đi farm. Đây đây, vừa đủ. Rồi 62 cấp để đổi một cái rương. Ôi không. Cái rương đổi bằng 62 cấp nó nghèo như vậy á. Rồi mình bị lừa rồi. Ủa, ở đây có con nhện. Ồ, bên trong con nhện không có dấu đồ. Lại ra rương gì đây? Lại đổi 62 cấp thôi. Bịp chứ gì. Biết rõ rồi, chơi mà chơi vụ. Đổi 62 cấp của người ta mà cho đồ có chút xíu à. Cái này là 8 linh hồn. Rồi, mở rương cái. Ui, cái rương đổi bằng linh hồn thấy vậy thôi nó còn xịn hơn cái rương đổi bằng cấp nè. Đó, phải đổi gì đỡ tức không? Hồi nãy đổi đúng tức luôn. Đây, mạnh thứ 9. Mạnh thứ 10. Mạnh thứ 11. Ui, căn phòng này nhiều mạnh đây. Ui, bây giờ mình tới căn phòng giải đố gì này. Đúng không? Nó có cái rương cho mình cất đồ luôn. Ok, cất vô. Ui, sao trên đây nhiều rương thế? Rất là nhiều rương luôn nha. Màu hồng. What the hell? Sao cho mình khói hồng? À, vậy là mình phải đặt. Mình hiểu rồi, mình hiểu cơ chế rồi. Mình sẽ tìm những cái khối tương tự ở dưới này. Mình cần tìm khối màu xanh lá cây trước. Lá cây là cái này đúng không? Ui, mỗi chỗ nó sẽ cho những cái màu khác nhau à. Ok ok, hiểu luôn. Đây đây đây, một cái rồi nè. Ui, dưới này cần hai cái màu vàng mình đã có rồi nè. Màu xanh biển nhạt thì mình còn thiếu, với lại màu xanh lá cây đúng không? Rồi ok, biết những cái màu đó rồi. Ui, có mảnh cuối cùng luôn. Yes. Đây đây đây, hai khối màu xanh lá cây rồi. Đủ chưa ta? À hình như đủ rồi. Giờ thì mình sẽ lần lượt lắp vào nhá. Màu xanh biển nhạt trước nè. Biển nhạt. Biển nhạt. Biển nhạt. Biển nhạt rồi tới xanh lá cây. Rồi tới màu vàng. Đúng chưa? Chính xác rồi. Yes. Mình đã giải đố thành công rồi. Giờ thì chúng ta sẽ đi loot đồ thôi. Wow, nó cho rất là nhiều rương nè. Tha hồ mà loot luôn. Đổi qua chế độ đào nhiều ô. Giàu to. Dạ dạ, nhưng mà cũng nhiều quân độc lắm nha. Cẩn thận, cẩn thận. Rồi, bật 500 lên cho nó hút đồ vô. Quá là thích luôn. Lút hết cái này rồi mình sẽ bắt đầu cho cái mảnh pottery vô ha. Hết rồi. Xong rồi. Trời ơi, giải đấu nhẹ cái thôi mà được cả đống đồ. Cất vô thử coi. Đã thiệt, đã thiệt. Rồi, ở dưới này còn đồ nữa nè. Rồi, mình đã khám phá đủ rồi. Giờ thì đi về nào. Lấy cái mảnh pottery này nhét vô trong cái rương. Đúng một mảnh thôi. Là xong thử thách á. Bữa nay có vẻ là một ngày rất là thành công trong việc chinh phục thử thách bên thế giới kho báu của mình luôn á. Quả thật rất là may mắn. Hết thức ăn rồi, mình ăn tạm bánh mì cũng được ha. Rồi mình sẽ để cái rương thử thách vô trong cái chỗ này. Để chúng ta cùng mở ra. Ơ? Lần này nó cho mình một cái rìu. Mới thấy nó cho mình cây rìu á nha. Mở luôn không nhờ? Mở thử đi, biết đâu bất ngờ. Lộn. Mở nè. Rìu gì đây, rìu gì đây, rìu gì đây. Rìu. Một cây rìu màu hồng nam tính. 10 sức tấn công. À.
Ok, một cây rìu nam tính. Cất vô luôn. 10 sức tấn công thì không có đủ mạnh bằng cái kiếm của mình ha, nên mình sẽ không có dùng đâu. Sưu tầm là chính đó à. Bây giờ thì mình sẽ tự thưởng cho mình vài cái burger ha. Nãy giờ đi khám phá cũng hơi mệt đấy chứ. Tự thưởng liền một cái burger giống theo công thức giống như vậy. Rồi. À 19 cái chứ nhầm. Để coi coi ăn xong mình có đủ lên cấp 32 không. Biết đâu lại có thêm một điểm học kỹ năng thì sao. Ui, lên được có tí xíu à. Hiện tại á thì mình chưa có cái totem nào mà nó có nhiều cái điểm level hết. Cái của mình thì nó có 2 điểm level nó đã lên rồi nè. Cộng sức tấn công với cộng tốc độ tấn công. Mình muốn thử mở thêm vài cái totem nữa. Coi coi nó có ra cái totem nào mà nó có nhiều điểm level không. Càng nhiều điểm level thì mình luyện cấp cho nó sẽ càng mạnh ha. Nên mình muốn có nhiều một tí. Rồi. Bữa nay là mở 9 cái một lượt nè. Coi coi nó sẽ ra như thế nào đây. Rồi. Lần lượt là 2 điểm level. Ô, cái này cộng cho mình thêm 2 trái tim luôn nè. 4 máu tức là 2 trái tim đúng không ta? Đeo thử coi. Ồ, cái này cộng 2 trái tim. Uầy, tốt tốt. Có cái nào cao không? Ôi, cái này có 3 điểm level luôn. Một cái ngon nè. À, chị là chỉ có mỗi cái. Cái này là 3 điểm level thôi ha. Ok, cũng được. Cũng xịn phết đấy. Cái 3 điểm level này mình sẽ để riêng qua một góc ha. Để mình dễ phân biệt hơn. Rồi, hết rồi. À, mà sẵn tiện bây giờ đang buổi tối á, mình sẽ đi săn thêm mũi tên mới được. Tại vì cây cung của mình nó bắn liên thanh mà. Không có nhiều mũi tên là không có đủ dùng đâu. Mình cũng đã có được mớ mũi tên nè. Bên đây hồi nãy mình thấy có pha ra ong các thứ nè. Ghé qua hỏi thăm sức khỏe cái coi. À, con rồng này ngủ hả? Ngủ cái gì? Thức đi cưng. Thức dậy mà chiến nha cưng. Ui, con này trâu thế. Này thì trâu nè. Gặp cung liên thanh của mình thì cũng tắt điện thôi. Công nhận cái cung xịn thiệt. Bắn con rồng nó bay, không kịp bay, trốn luôn mà. Quá xa đã rồi. Bữa nay là mình ưng nhất là cây cung đó nha. Giờ thì chúng ta cùng nhau kiểm tra coi coi tổ rồng và bên trong cái chỗ kim tự tháp này sẽ là những gì ha. Có vẻ là đây là nơi cư ngụ của vị pha rồng hay sao ấy. Maybe. Nè, có cái banner đẹp quá nè. Lụm luôn. Đâu pha rồng đâu. Ui. Wow. Ủa, không, đây là mấy tên giám hộ thôi chứ chưa phải là pha rồng. À, đây là pha rồng à. Pha rồng bị chộp hết một mắt rồi. Ê, định cầm hàng quánh tôi hả? Ui, tôi sợ quá, tôi bắn vài cái cho đỡ sợ mới được. Đỡ đi. Bắn liên hoàn luôn. Dạ. Trời ơi, pha rồng lâu quá không tắm hay sao nè. Trên đầu có chí rồi. Quýnh xong pha rồng rơi ra cái đống chí luôn. Rồi, mình đã nhặt được một ít đồ từ pha rồng rồi ha. Đánh gà cũng giàu phải đấy. Khói vàng đồ này. Táo vàng cường hóa luôn. Ai cha cha. Vị pha rồng này có vẻ giàu có. Rồi bên này thì không có táo vàng, chỉ có ít khoáng sản thôi ha. Như vậy thì chúng ta đã khám phá xong cái nơi ở của vị pha rồng rồi. Sơ bộ cũng có được một ít đồ như vậy. Còn con bọ hung bằng vàng này thì sao ta? Ủa? Ê, con bọ hung này nó cho mình hiệu ứng hồi phục á.
Wow, tốt quá à. Vậy là bây giờ mình không cần phải chế tạo thuốc hồi phục. Mình chỉ cần dùng cái này là nó có thể thay thế thuốc hồi phục rồi. Ê, được nha. Không biết là các bạn còn nhớ cái con rồng gần ngôi làng mà lần trước mình chưa có kịp xử nó không? Kìa kìa kìa, nó vẫn lì như hôm nào. Tới số người rồi, bữa nay tới số người tàn đời ngươi rồi. Liên quản cung. Liên quản cung. Bay đi, ngươi bay đi. Ngươi bay đi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Liên quản cung thì ngươi chạy đừng rơi. Này thì hôm bữa hả? Dám hù dọa mình. Xử nó liền. Rồi đó, giờ thì gần như là những cái mối thù của mình đã được trả gần hết rồi. Tính ra là mình vừa bảo vệ ngôi làng khỏi một con rồng luôn á nha. Xứng đáng lấy cái chuông về. Ủa? Mà quên cái chuông làng này mình lấy về rồi mà ta. Ừ ha. Tính ra cái chuông cửa nhà mình là cái chuông của cái làng này luôn hay sao nè. Ok. Và như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã sở hữu được một vũ khí tầm xa cực kỳ xịn, đó chính là cung Netherite. Nhưng có điều cái này nó hơi tốn mũi tên nha. Mình phải giải quyết cái vấn đề mũi tên này trong thời gian sắp tới mới được nè. Ngoài ra thì còn săn được thêm một cái quần kho báu có cái chất lượng xịn nhất hiện tại của mình, đó là chất lượng Omega. Nó đã lên được một cấp rồi kìa, cộng cho mình giáp rồi độ bền và kháng cự nữa. Wow, không biết là lên cấp 4 thì nó sẽ như thế nào đây. Vậy là sắp tới chúng ta sẽ gán cày cấp cho những món đồ của mình ha. Đồng thời thì cũng sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề kho chứa nữa. Chứ bây giờ kho chứa của mình á, nó rất là bừa bộn luôn. Giờ mà sắp xếp lại nó cũng rất là mất thời gian á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Mong rằng những chuyến đi kế tiếp của mình sẽ giải quyết được các vấn đề mình vừa nêu ra. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.